Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Phần tin có những tin chính. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 10. Trường tiểu học Bạch Lưu đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt. Phần tin quốc tế có những tin chính sau đây. Phát ngôn viên Liên hợp quốc Ahmad Fauzi cho biết, đặc phái viên hòa bình Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura muốn nối lại các cuộc đàm phán vốn đang bị đình trệ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua ở Syria. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới, trong đó dự đoán kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng ở mức vừa phải trong năm 2015. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 đến 100% cán bộ viên chức trong đơn vị. Tại hội nghị, các cán bộ viên chức đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của dự thảo các văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng, mục tiêu nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016-2020. Hội nghị đã giúp mỗi cán bộ viên chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hiểu sâu sắc hơn và nắm vững nội dung quan điểm của nghị quyết hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 03 CTTU ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Qua đó, mỗi cán bộ hội tiếp tục học tập, nghiên cứu hai chuyên đề trên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện tốt nghị quyết hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Được thành lập từ tháng 10 năm 2011, Hội Phụ nữ Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát các nội dung, chương trình công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đặc biệt, hội đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những năm qua, Hội Phụ nữ Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do cấp trên và ngành phát động. Ban chấp hành hội đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, tạo động lực để các cấp hội trong lực lượng phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Do yêu cầu nhiệm vụ của ngành, phụ nữ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác, trong đó có những chị trực tiếp tham gia thanh kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong diễn tập cũng như xử lý tình huống chữa cháy thực tế. Trong nhiều trường hợp, chị em phải đối mặt với khó khăn nguy hiểm, tuy nhiên tuyệt đại đa số chị em luôn xác định bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt phần việc được giao và tự khẳng định mình trong công tác. Cùng với đó, chị em cũng luôn có sự sắp xếp hợp lý để làm tròn thiên chức của người phụ nữ trong gia đình. Để vừa có thể làm tốt công việc gia đình, vừa hoàn thành công việc của cơ quan cũng như tổ chức hội là một việc không hề đơn giản đối với người phụ nữ nói chung và đối với người phụ nữ trong công tác trong lực lượng vũ trang như chúng tôi thì điều này lại càng trở nên khó khăn hơn do đặc thù công việc. Vì vậy, để đóng góp vào thành tích chung của tổ chức hội cũng như cơ quan, bản thân tôi luôn cố gắng thường xuyên trau dồi kiến thức, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, không ngại khó, ngại khổ, luôn sắp xếp và đặc biệt là luôn sắp xếp thời gian hợp lý để dung hòa giữa việc gia đình với công việc được giao tại đơn vị cũng như luôn tham gia tích cực vào các hoạt động do tổ chức hội phát động. Những năm qua, Hội Phụ nữ Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên được kiện toàn, củng cố và phát triển. Từ 34 hội viên khi mới thành lập, đến nay hội đã có tổng số 120 hội viên. Với sự phấn đấu nỗ lực của mỗi cán bộ, hội viên, tập thể hội cũng như nhiều cá nhân trong tổ chức hội đã được cấp trên khen thưởng đánh giá cao. Hàng năm số hội viên đạt danh hiệu thi đua từ chiến sĩ tiên tiến trở lên đạt trên 80%. Nhiều hội viên được giới thiệu kết nạp đảng và được tặng thưởng huy chương. Trong đó có một cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Đặc biệt, hội có 8 hội viên được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp đội đến cấp phòng trong đơn vị. Tiêu biểu trong đó là đồng chí Chủ tịch Hội, Thiếu tá Nguyễn Thị Việt Hằng. Bản thân chị hiện nay là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng hậu cần và trang bị kỹ thuật.
Trên cương vị nào, chị cũng gương mẫu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội đã được Ban chấp hành hội phụ nữ cụ thể trong từng năm. Trong đó đặc biệt chú trọng đến quán triệt, tuyên truyền, giáo dục hội viên về thực hiện chủ trương chính sách pháp luật, cũng như rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức cho hội viên, lồng ghép các buổi sinh hoạt, gặp gỡ với các buổi hoạt động chuyên đề, tọa đàm về tình yêu, hôn nhân, gia đình, để từ đó nắm bắt tư tưởng, giải đáp các cái thắc mắc của hội viên, để động viên chị em trong lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Sự gương mẫu đi đầu của người chủ tịch hội đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến các hội viên trong tổ chức hội. Đồng chí chủ tịch hội phụ nữ của chúng tôi là một tấm gương sáng để chị em chúng tôi học tập và noi theo. Trong công tác chuyên môn thì chị luôn tận tình hoàn thành, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó. Đối với công tác của hội thì chị luôn nhiệt tình chỉ bảo các chị em trong đơn vị chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Với những việc khó khăn thì chị luôn thân ái giúp đỡ chia sẻ chúng tôi và động viên chúng tôi để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cũng như nhiệm vụ của hội. Có thể nói, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, mỗi cán bộ hội viên Hội Phụ Nữ Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh đã và đang phát huy phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với tinh thần tích cực phấn đấu, rèn luyện, hội đã góp phần cùng toàn lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trường Tiểu học Bạch Liêu, huyện Sông Lô hiện có 252 học sinh theo học ở các khối lớp. Trong những năm qua, nhà trường đã đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, trong đó riêng với tiêu chí dạy tốt, vào đầu mỗi năm học, ban giám hiệu nhà trường đã lên kế hoạch với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn trường, mỗi giáo viên cũng tự lập kế hoạch và các mục tiêu phấn đấu riêng dựa trên đặc điểm, nhiệm vụ lớp mình phụ trách. Vào cuối mỗi năm học, giáo viên các khối lớp đều phải thực hiện bản giao chất lượng nên hầu như giáo viên nào cũng đảm bảo được việc đánh giá đúng năng lực học sinh mình phụ trách. Ngoài việc chú trọng phụ đạo và kèm cho những học sinh yếu, giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng tích cực phát hiện và bồi dưỡng những em có học lực khá giỏi. Vì vậy, trong các đợt thi học sinh giỏi các cấp, nhà trường luôn có học sinh đạt giải của huyện. Hiện nay, hầu hết giáo viên của trường đã áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, trong đó có trên 80% giáo viên sử dụng thành thạo công nghệ thông tin nên các phương pháp dạy học mới được cập nhật và áp dụng thường xuyên. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp thông qua phong trào thi đua hai tốt, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng cao. Riêng trong năm học 2013-2014, toàn trường có tỷ lệ học sinh khá giỏi chiếm trên 80%, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Ahmad Fauzi cho biết, đặc phái viên hòa bình Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura muốn nối lại các cuộc đàm phán vốn đang bị đình trệ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua ở Syria. Các cuộc đàm phán này sẽ là các cuộc thương lượng riêng rẽ với các bên đối địch ở Syria tại Geneva vào tháng tới. Ông Fauzi tuyên bố với báo giới rằng đặc phái viên Mistura sẽ bắt đầu các cuộc tham vấn sâu riêng rẽ với các bên liên quan ở Syria cũng như với các đại diện của khu vực và quốc tế nhằm đánh giá quan điểm của họ về tình hình ở Syria. Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết tiếp tục ủng hộ Iraq huấn luyện và trang bị khí tài trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng cũng như cung cấp các khoản viện trợ nhân đạo cho người dân quốc gia vùng vịnh này. Phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Obama cho biết sẽ viện trợ nhân đạo 200 triệu đô la Mỹ để giúp Iraq tái thiết những khu vực dân sự bị tàn phá trong cuộc chiến chống IS mới đây, như xung quanh thành phố Tikrit và một số nơi khác. Mục đích chủ yếu của gói viện trợ mới này là giúp ổn định các cộng đồng dân cư và những người đã bị mất nhà cửa hoặc việc làm do chiến tranh. Tổng thống Obama đánh giá Thủ tướng al-Abadi là một đối tác mạnh, nhưng tiếp tục hối thúc nhà lãnh đạo này giữ vững những cam kết hòa giải dân tộc, quan tâm tới mối lo ngại của các cộng đồng sắc tộc và không nên tập trung toàn bộ quyền lực vào chính quyền trung ương Baghdad. Sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với phiến quân Hồi giáo dòng Shia Houthi, lực lượng đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen này đã chỉ trích quyết định trên hỗ trợ sự gây hấn.
Thông qua một bản tin trên kênh truyền hình riêng, nhóm chỉ huy lực lượng Houthi cũng đã kêu gọi người dân Yemen tập hợp và biểu tình phản đối nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, người phát ngôn Liên quân Ả Rập do Ả Rập Xê Út đứng đầu, chuẩn tướng Ahmed al-Asiri đã hoan nghênh lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với phiến quân Houthi, gọi đây là chiến thắng dành cho người Yemen cũng như sự bổ trợ cho chiến dịch quân sự chống Houthi của Liên quân. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới, trong đó dự đoán kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng ở mức vừa phải trong năm 2015. IMF giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng 3,5% đưa ra trong dự báo hồi tháng 1 cho nền kinh tế toàn cầu, đồng thời cho biết con số này được kỳ vọng tăng lên 3,8% trong năm 2016. Đối với Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, IMF cũng đã hạ mức tăng trưởng của nền kinh tế này từ 3,6% xuống 3,1%. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục là đầu tàu thúc đẩy sản xuất thế giới trong năm 2015 và 2016, trong khi nhiều nền kinh tế đang phát triển, vật lộn với giá hàng hóa thấp và bất ổn trong thị trường tài chính. Nền kinh tế của Liên minh châu Âu được dự báo sẽ tăng trưởng 1,5% trong năm 2015 và 1,6% trong năm 2016. Tại châu Á, IMF không điều chỉnh dự báo tăng trưởng đối với nền kinh tế Trung Quốc khi cho rằng nền kinh tế số 2 thế giới này sẽ chỉ tăng trưởng 6,8% và 6,3% lần lượt trong 2 năm 2015 và